Dịp 20 tháng 10 năm nay, hoa tươi được bày bán đầy chợ, giá không đắt hơn năm ngoái nhưng vẫn vắng khách mua. Nhiều người đã chuộng loại lãng quả, bánh gato và những loại hoa độc và lạ. Trên thị trường, sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa hay lãng hoa. Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu. Giá hoa nội địa khá bình dân. Hoa hồng chỉ tầm chục ngàn đồng một bông. Hoa cúc chỉ vài chục ngàn đồng mỗi bó, hoa ly khoảng từ 20 đến 40 000 đồng một cành, hướng dương từ 10 đến 15 000 đồng một bông. Bó hoa nội địa chỉ vào khoảng từ 200 đến 300 000 đồng một bó. Trong khi lãng hoa thì giá cao hơn một chút, khoảng từ 300 đến 500 000 đồng một lãng. Theo một số các tiểu thương kinh doanh, ngoài các loại hoa tươi thì năm nay các cửa hàng còn bán nhiều sản phẩm hoa lụa, hoa hồng sáp và đặc biệt là giỏ hoa kèm theo quả để phục vụ nhu cầu thiết thực của khách. Những mặt hàng này có giá từ vài trăm ngàn đồng tới cả vài triệu đồng. Tại phía Bắc, do dịp 20 tháng 10 rơi vào những ảnh mưa rét nên sức tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm.